viên cho một nhóm nhảy là ít nhất. Nhưng mà nhóm này thì có 3 thành viên đi. Vậy thì các bạn có thể cho em biết là cảm hứng từ đâu mà các bạn tham gia cuộc thi này? Xin lên đây, xin lên đây. Sao mà đứng sai góc vậy? Ok, bạn trả lời, bạn trả lời. Lần đầu tiên xin chào nhóm CDC gửi lời chào đến các bạn khán giả có mặt trên ngày hôm nay ạ. Cảm hứng để nhóm tham dự chương trình ngày hôm nay chính là sự học hỏi, giao lưu. Nhóm muốn có thêm một sân chơi để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Xin cảm ơn bạn chia sẻ của bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời